Hello mấy bạn, quay lại với đặc sản miền Tây của tôi. Hôm nay cửa hàng mới lên được một thùng khô chuột một nắng ha. Mình mới vừa chạy ra ngã tư ga trở về. Hàng này gửi trực tiếp từ An Giang lên ha. Này là khô chuột một nắng nha mọi người. Chuột này là chuột đồng chính hiệu 100% ha. Cửa hàng mình bán đặc sản miền Tây, nhưng mà cái món đặc biệt nhất của cửa hàng mình là chuột đồng ha. Đặc biệt chuột đồng chính hiệu đây ha. Chuột đồng thì có chuột tươi và chuột khô một nắng. Chuột tươi thì mình cũng đã giới thiệu rất là nhiều rồi. Chuột khô một nắng thì cũng đã có rất là nhiều video review ha, video ăn. Đây là sản phẩm khô một nắng chuột ướp sẵn. Bên mình là ướp sả, ớt, tỏi và những cái gia vị cơ bản bình thường thôi. Mọi người hay inbox và hay comment cũng như hay alo mình hỏi mình cách ướp chuột như thế nào cho ngon. Thật ra thì chuột cũng là một dạng thịt thôi, nhưng mà nó có cái mùi đặc trưng của chuột do hai cái tiếng mùi của cái đùi sau nó phát ra, nó tỏa hương ra để nó giữ cho cái lông nó luôn luôn mượt á mọi người. Cho nên là hai cái túi này nó sẽ có cái mùi của chuột. Chính vì vậy mà mình sẽ ướp những cái gia vị khử mùi đậm lên. Ở đây nhà mình ướp công thức là sả với tỏi là ướp đậm lên. Thì cái hương vị sả với tỏi này lúc mình chiên lên á thì nó rất là thơm, nó bay mùi thơm và nó sẽ át được cái mùi chuột ha. Và đặc biệt đó là ngon, có ớt nữa. Nó sẽ cay cay the the ha. Cái hàng này để cho mấy anh chiên lên nhậu thì thôi khỏi chê ha. Ăn cơm cũng rất là ngon ha, tại vì nó rất là vừa ăn. Mình nói sơ ha, cái chuột một nắng này thì làm từ con chuột đồng và là chuột cơm con nhỏ ha, chuột cơm con nhỏ và lột da làm theo kiểu miền Tây. Chuột cơm là cái tên gọi của một loại chuột đồng thôi nha mọi người. Chuột đồng có rất là nhiều loại, nó có chuột cơm nè, nó có chuột cống nhum, chuột cống heo cũng là chuột đồng luôn ha, chuột sả, chuột nhắt, chuột dừa. Thì trong đó thì cái con mà chuột đồng mà chuột cống heo á là không có ăn được ha, tại vì nó rất là ghẻ. Và trong chuột đồng nó con chuột cống nhum là quý hiếm nhất, nó rất là ngon, lông nó đen mượt ha, đen mông. Còn cái con chuột cơm này thì cái lông nó vàng vàng, ngà ngà vàng vàng ha. Ở miền Tây thì làm khác ở miền ngoài một chút. Cái con chuột cơm này thì ở dưới người ta lột da hết mọi người ơi. Khác ở ngoài Bắc chút xíu là người ta để da người ta thui rơm ha. Ở dưới quê mình này thì chuột cơm này chỉ có lột da thôi. Còn chuột nhum người ta mới để da. Tại vì chuột nhum con nó to nên công làm nó để da nó sẽ khỏe hơn. Còn cái chuột khô một nắng này thì làm từ chuột cơm ha. Nhưng mà lựa những con chuột cơm to và mập để làm khô, tại vì làm khô có phơi lên nó bị nhót lên nó bị mất ký nữa. Một hộp này là được khoảng 5 con á, một hộp này khoảng 5 con. Ướp sả ớt gia vị vừa ăn ha, rất là ngon. Mình đang bán lẻ cửa hàng là 180 một ký, một ký là hai hộp như thế này ha. Đây mới lên một thùng này 30 ký ha. Đây. Đây wow. Ở dưới đây có một cái hộp rất là ngon ha. Hộp này sả nhiều nè. À, hộp này ngon á, hộp này khô ha. Hôm nay mình lên được 30 kg thôi. Đây hộp này cũng rất là ngon ha, sả nhiều. Cái này sả mình chiên lên thì cái sả nó bay mùi thơm rất là ngon. Mình cái khô một nắng chuột này mình có thể nướng được ha, nhưng mà theo mình thấy chiên là ngon hơn, tại vì nó đã khô rồi mà mình nướng một cái nữa nó cái thịt nó teo lại lắm, ăn nó không còn thịt nhiều như chiên ha. Mọi người chiên đi. Rồi ai có nhu cầu thì inbox ha. Cửa hàng mình ở Gò Vấp, ở Hồ Chí Minh thì mình sẽ giao hàng thu tiền tận nhà, ở tỉnh thì mình sẽ hỗ trợ gửi chành xe ha. Mấy bạn nào có nhu cầu lấy sỉ thì có thể inbox mình báo giá sỉ cho. Cảm ơn mấy bạn đã theo dõi.